Tổng cục Hải quan vừa có văn bản chỉ đạo các cục hải quan tỉnh, thành phố, cục điều tra chống buôn lậu về việc tăng cường kiểm tra, kiểm soát và quản lý đối với hàng kinh doanh tạm nhập tái xuất kho ngoại quan. Tổng cục Hải quan dự báo tình hình những tháng cuối năm 2020 vẫn còn nhiều diễn biến phức tạp do ảnh hưởng của dịch COVID-19. Nhiều hàng hóa tạm nhập nhưng không tái xuất được. Hiện còn tồn đọng một lượng lớn hàng hóa đang chờ được tái xuất tại các cửa khẩu đường bộ và cảng biển, tiềm ẩn nhiều nguy cơ hàng hóa thẩm lậu vào thị trường nội địa và hoạt động buôn lậu, gian lận thương mại, vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới, nhất là sau khi chính phủ cho phép khôi phục lại hoạt động xuất nhập khẩu, mua bán, trao đổi hàng hóa qua biên giới Việt, Trung và cho mở lại một số cửa khẩu phụ. Vì vậy, Tổng cục Hải quan chỉ đạo Cục Hải quan các tỉnh, thành phố và Cục điều tra chống buôn lậu thực hiện tổ chức phổ biến, quán triệt và triển khai thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ. Đồng thời, tăng cường công tác thu thập thông tin, nắm rõ diễn biến tình hình về hoạt động xuất nhập khẩu, mua bán, trao đổi hàng hóa, hoạt động tạm nhập, tái xuất và gửi kho ngoại quan tại các tỉnh biên giới phía Bắc, kịp thời phát hiện, ngăn chặn, xử lý các trường hợp lợi dụng chính sách thông thoáng để buôn lậu, gian lận thương mại, vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới.